Công ty Kiến trúc Phong Thủy Lâm Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn. Chúng ta đang theo dõi kênh Kiến trúc Phong Thủy Lâm Nguyên của công ty Phong Thủy Lâm Nguyên. Và ngày hôm nay Đức Trung trong những cái video liên quan đến việc chia sẻ những kiến thức liên quan đến kiến trúc phong thủy cũng như kiến thức liên quan đến phong thủy làm nhà. Ngày hôm nay Đức Trung sẽ cùng cô, chú, anh chị chúng ta cùng xoay quanh cái việc tính toán đến cái vị trí của cái nhà vệ sinh, đúng không ạ? Trong phong thủy thì cái việc là thiết kế lên các khối công năng hài hòa đắc cục là một điều rất quan trọng và chúng ta không thể bỏ qua cái công năng của nhà vệ sinh được, đúng không ạ? Chúng ta biết một điều như sau, đó là xu hướng của việc ứng dụng phong thủy đó, chúng ta cần phải xu cát và kỵ hung, tức là đón những cái điều cắt lành đến và kỵ những cái điều hung họa, đúng không ạ? Và nhắc đến nhà vệ sinh thì chắc chắn một điều chúng ta không thể nhắc đến cái điều tốt lành được, đúng không ạ? Nhắc đến nhà vệ sinh thì chúng ta nhắc đến những cái gì đấy nó có sự xú uế, có cái gì đấy nó không cắt lành. Do đó rằng là nếu như cái công năng của nhà vệ sinh mà chúng ta đặt sai thì nó cũng sẽ mang đến những cái yếu tố bất lợi cho ngôi nhà của chúng ta, ảnh hưởng đến yếu tố về sức khỏe, tài lộc và sự nghiệp, gia đạo. Do đó rằng là tính toán cái việc phong thủy của nhà vệ sinh là một trong những cái điều vô cùng quan trọng mà cô chú anh chị cần phải lưu tâm. Ngày hôm nay Đức Trung cũng sẽ xin phép chia sẻ đến các cô chú anh chị những cái sai lầm quan trọng trong cái việc một cái nhà vệ sinh nó bị sai phạm như nào, và chúng ta cần phải chú ý 5 cái sai phạm đối với một cái ngôi nhà mà nó có bị nhà vệ sinh nó sai phạm như sau. Thứ nhất, đối với cái việc đó là cái nhà vệ sinh, cái cửa nhà vệ sinh mà nó lại đối diện với cửa chính của ngôi nhà thì đấy là một trong những điều không hề tốt. Chúng ta biết rằng là chúng ta xét cái việc đó là một ngôi nhà nó có vượng khí hay không thông qua cái việc cái đại môn của ngôi nhà nó có thu nạp được cái vượng khí hay không. Thì với cái yếu tố đó, chúng ta đi lại thì cũng đều đi qua cửa chính. Chúng ta đón gió hoặc đón ánh sáng, chúng ta hầu hết là thông qua cái việc cửa chính. Do đó là vượng khí của ngôi nhà thì cũng thông qua cửa chính mà đi vào. Nhưng vượng khí ngôi nhà này đi vào xong lại đi đâu? Nó lại đi vào nhà vệ sinh, thì một trong những cái điều đấy là điều không hề tốt. Do cái việc cửa nhà vệ sinh thì nó lại thông với cửa chính, là một trong những cái thiết kế sai lầm trong phong thủy. Do đó rằng là với cái yếu tố đó là cửa nhà vệ sinh mà nó lại thông thẳng với cửa chính là một trong những cái thiết kế rất là sai. Vì rằng là cái vượng khí đấy nó chui tọt nhà vệ sinh và nó bị triệt tiêu ở trong đấy thì nó không có hề tốt. Hay là đối với cái yếu tố về hướng nhà đấy, mà cái năm nào mà nó gặp xung sát, năm nào mà nó gặp những cái sát tinh, tức là những ngôi sao xấu nó mang cái trường khí xấu, ví dụ như nhị áp bệnh phù hoặc là ngũ hoàng đại sát hoặc là tam bích tị phi đến hướng, thì lại càng thêm cái khuếch tán đối với cái nhà vệ sinh này. Bởi vậy cho nên rằng là trong thiết kế phong thủy, đặc biệt chúng ta không bao giờ được để cửa chính nó đối diện với cửa nhà vệ sinh, tức là đi thẳng vào cửa chính mà chúng ta lại nhìn thẳng ngay cái cửa nhà vệ sinh, là một trong những cái thiết kế rất là sai phạm và chúng ta cần phải lưu tâm chú ý đối với các kiến trúc sư hay đối với các gia chủ, đúng không ạ? Và nếu như các chuyên gia phong thủy hàng đầu thì không bao giờ mắc phải cái sai phạm này, nhưng một số các thầy bà thì có lẽ cũng không biết nguyên tắc này luôn và cuối cùng thì thiết kế sai hết. Do vậy rằng là chúng ta vẫn cứ phải lưu tâm rằng là lựa chọn một đơn vị có sự uy tín, am hiểu về phong thủy và kiến trúc thiết kế nên ngôi nhà mình thì sẽ tốt hơn. Đấy là một trong những cái điều lưu tâm quan trọng. Sai lầm đầu tiên Đức Trung đã nhắc đến, đúng không ạ? Cửa chính mà lại đi thẳng với cửa nhà vệ sinh, tức là cửa nhà vệ sinh đối diện cửa chính, là một trong những cái điều không tốt. Cái sai lầm thứ hai trong cái việc thiết kế nhà vệ sinh đó là cái nhà vệ sinh bên dưới nhưng cái công năng phòng thờ thì lại bên trên. Đấy là một trong những sai phạm vô cùng quan trọng luôn, và đây là một trong những sai phạm đại kỵ mà chúng ta không được mắc phải. Chúng ta biết rằng là mỗi một khối công năng trong ngôi nhà thì nó đều mang cái yếu tố ngũ hành khác nhau, và bản chất của phong thủy là cái việc chúng ta ứng dụng cái việc về các cái nguyên tắc trong âm dương ngũ hành để chúng ta khắc chế cũng như là điều hòa hay là bổ khí hoặc là có sự tương hỗ cho nhau đối với các yếu tố về âm dương ngũ hành. Và nếu như để âm dương ngũ hành mà nó có xung khắc trong ngôi nhà thì đấy là một trong những điều không có tốt. Chúng ta biết rằng là công năng của nhà vệ sinh thì nó ngũ hành thuộc thủy và công năng của phòng thờ thì nó mang âm hỏa. Do đó rằng là nếu như thủy hỏa nó có sự tương khắc thì việc đấy không hề tốt chút nào. Hơn nữa một điều đó là có sự thẳng trục trong việc thiết kế, thì cái nhà vệ sinh bên dưới và thẳng bên trên là cái ban thờ là một trong những cái điều tối kỵ. Phòng thờ là cái nơi linh thiêng, nó cần có sự tĩnh mịch và cần có sự thanh tịnh và sạch sẽ. Do đó rằng là công năng bên dưới lại là nhà vệ sinh thì cái uế khí, mùi hôi hay là kiểu gì chăng nữa thì chắc chắn một điều là không ai người ta muốn để cái phòng thờ trên nhà vệ sinh cả, đúng không ạ? Tuy nhiên một điều là trong cái việc công năng thiết kế đối với các ngôi nhà thì một trong những gia chủ vẫn thường xuyên mắc phải ở đây trong trường hợp như nào? Mắc phải ở đây trong trường hợp đó là công năng bên dưới là phòng ngủ, công năng bên trên là phòng thờ, đây là một trong những cái điều bình thường, nhưng trong phòng ngủ đấy thì lại có nhà vệ sinh. Thì vô tình một điều đó là cái trục khí của cái nhà vệ sinh, tức là cái gian phòng ngủ và gian phòng thờ bên trên nó cùng diện tích. Nhưng mà khi mà bên dưới đã là thiết kế cái nhà vệ sinh rồi thì bên trên cái phòng thờ đấy, cái ban thờ này đặt áp vào tường, thì vô tình bên dưới nhà vệ sinh và bên trên là phòng thờ, thì đây là một trong những cái sai, một cái sai vô tình, cái sai thiếu kiến thức này nó dẫn đến cái việc gia đạo của nhà cô chú chị bị bất ổn, với cái việc đó là
sai phạm do cái việc xuống khắc ngũ hành như thế, và đặc biệt kiến trúc sư lại không có sự am hiểu về phong thủy hoặc làm việc lơ là thì lại để cái sai phạm đấy xảy ra, thì một trong những cái điều đấy không nên. Thì phương án mà chúng ta khắc phục nếu như trong trường hợp nó thẳng trục giữa cái việc bên dưới là công năng phòng ngủ mà có nhà vệ sinh khép kín bên trong, bên trên là phòng thờ, thì chúng ta cần phải ngăn cách cái đoạn khí đi ra, ngăn cách cái đoạn không gian giữa cái việc thẳng trục bên trên như thế, thì chúng ta không có được để cái nhà vệ sinh nó nằm đè lên trên, không được để cái phòng thờ, ban thờ nó nằm đè lên trên nhà vệ sinh như vậy. Thì bên trên chúng ta cần phải thiết kế với cái việc đó là vẫn cái khuôn của cái nhà vệ sinh thẳng trục lên trên, chúng ta vẫn thiết kế một cái phòng nhỏ, nhưng phòng này là cái phòng kho chứa đồ. Phòng kho chứa đồ này chúng ta có thể để những cái đồ liên quan đến đồ mà nó khô ráo, sạch sẽ, gọn gàng. Đấy, thì chúng ta thành một cái phòng kho nhỏ phía đằng sau, và cái lúc này thì cái ban thờ nó hoàn toàn để tựa vào cái bức tường đấy thì nó hoàn toàn hợp lý được, không vấn đề gì. Hoặc là chúng ta có thể là ngăn cách tường để chúng ta lấy luôn cái không gian mà thẳng trục nhà vệ sinh đi lên, và chúng ta không có để phòng kho mà thành một không gian mở phía bên trên luôn. Đấy, và để thu cái phòng thờ lại nó nhỏ đi, thì cái việc đấy nó giúp cho cái việc đó là không có để cái nhà vệ sinh nó thẳng trục với phòng thờ, tức là không có để ban thờ nó nằm đè lên nhà vệ sinh nữa, thì việc đấy nó hóa giải cái yếu tố phong thủy. À, thì nó kỹ lưỡng và nó tính toán nó tốt hơn. À, tránh cái việc đó là gia chủ đã không nắm được và kiến trúc sư là việc lơ là, đã không có tham mưu cho gia chủ nữa, thì việc đấy nó dẫn đến cái việc phong thủy của ngôi nhà không có đắc. Mà trường hợp này Đức Trung cũng đã gặp phải rất là nhiều, đối với nhà vuông hay đối với nhà ống thì cũng thế luôn. À, cứ nhà vệ sinh nằm khép kín bên trong phòng ngủ mà bên trên là phòng thờ thì rất nhiều người lơ là việc này là để sai, không có được tốt, đúng không ạ? Đây là một trong những sai lầm thứ hai. Cái sai lầm thứ ba mà chúng ta cần phải chú ý đến giữa cái việc đó là công năng của cái nhà vệ sinh, đó là nhà vệ sinh mà nó lại nhìn ra bếp, thì việc này không hề tốt. Chúng ta biết rằng là bếp thì nó cũng mang ngũ hành hỏa, dương hỏa, đúng không ạ? Còn đâu là nhà vệ sinh nó mang ngũ hành thủy, mà thủy hỏa ở đây nó đối diện nhau thì nó cũng không có đắc trong phong thủy, nó vẫn dẫn đến sự tương khắc. Tương khắc về thủy hỏa nó dẫn đến cái việc nó là cái khắc khẩu trong ngôi nhà. Vợ chồng thì không hòa hợp, đúng không ạ? Con cái thì với ba mẹ thì cũng không có được chung cái ý tưởng, đúng không ạ? Thường xuyên khắc khẩu cãi cọ nhau, dẫn đến cái việc hòa hợp nó không có tốt, dẫn đến cơm không ngon, cơm không lành và canh không ngọt, đúng không ạ? Ngôi nhà này không hạnh phúc. Do đó rằng là nếu như cái việc đó là nhà vệ sinh đối diện với lại là khu vực bếp, thì việc này chúng ta cần phải tính toán cái việc không có để như vậy. Ngay từ ban đầu khi việc thiết kế chúng ta đã không được để cái lỗi này xảy ra, chứ chưa nói đến việc định rồi chúng ta bây giờ hóa giải. Nhưng rất nhiều gia đình lại để cái lỗi đấy xảy ra. Tức là cái việc đó là bếp và nhà vệ sinh nó lại đối diện nhau, và đến bây giờ quay ra mới biết đến phong thủy miên và quay ra là tìm cái phương án để mà tu sửa. Thì tu sửa chỉ có thể cách thứ nhất, đó là chúng ta thay đổi lại công năng, tức là chuyển cái bếp đi chỗ khác hoặc chuyển cái nhà vệ sinh chỗ khác. Nhưng việc này thực tế là khá khó, bởi vì hầu hết là công năng trong ngôi nhà nó thiết kế nó có sự cố định rồi, chứ chúng ta không có nhiều đất để mà chúng ta muốn chuyển cái này chuyển cái kia được. À, thì chuyển thì khá khó, mà muốn nếu muốn có chuyển thì cũng cần phải có sự tư vấn từ phía chuyên gia rằng là đặt bếp ở đâu bây giờ hoặc đặt nhà vệ sinh đâu bây giờ, chứ không phải chúng ta cứ thích chuyển đi đâu là chuyển được. Cái việc này nó khá khó trong cái việc đó là sửa chữa một ngôi nhà. À, nhưng mà nếu mà có muốn sửa thì vẫn cần có sự tư vấn kỹ càng nhé. Còn nếu trong trường hợp mà không sửa được thì chúng ta bắt buộc cần phải sử dụng những món vật phẩm phong thủy hoặc những món pháp khí phong thủy mà chúng ta xử lý vào. Nếu như sử dụng những món vật phẩm phong thủy và pháp khí phong thủy thì Đức Trung có gợi ý cho cô chú anh chị một số những pháp khí như sau. Thứ nhất là đối với nhà vệ sinh thì chúng ta cần phải có những vật phẩm mà trấn lại cái uế khí và âm khí trong nhà vệ sinh. Thứ nhất chúng ta có thể đặt trong cái nhà vệ sinh một cái bảo bình thủy. Cái hũ đá bảo bình thủy nó chứa đá thạch anh và nó chứa nước, vì rằng là đá thạch anh nó mang dương tính và nó mang những cái xung nhịp dương để nó hóa giải cái âm khí. Chúng ta biết rằng là trong kỹ thuật điện tử thì nó có một cái thiết bị linh kiện gọi là thạch anh để nó tạo ra những cái xung nhịp đếm, đúng không ạ? Cái đồ hình của nó sẽ như thế này, đúng không ạ? Đồ hình nó như này, các bước sóng như vậy thì nó tạo ra những xung nhịp đếm, nó đếm từng giây giây một, và những cái trong thiết bị như đồng hồ điện tử hay là các thiết bị đếm giờ thì đều có linh kiện thạch anh này, và nó tạo ra những xung nhịp như thế. Thì trong cái việc chúng ta đặt một cái hũ bảo bình thủy ở trong ngôi nhà vệ sinh ấy, thì nó tạo ra những cái trường khí dương, nó hóa giải cái âm khí, đồng thời nó hóa giải luôn cả cái mùi hôi và uế khí nhà vệ sinh. Chúng ta đặt trực tiếp xuống dưới nền gạch đấy, thì hình ảnh của cái vật phẩm các cô chú chị cũng có thể nhìn thấy trên video, hoặc là gọi điện đến số 1900 292 bấm nhanh số 1 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn kỹ càng nhất nhé. À, ngoài ra thì cái cửa của nhà vệ sinh chúng ta nên có cái sự đóng lại, kể cả sử dụng hay không sử dụng. Chúng ta sử dụng thì chúng ta nên đóng lại, không sử dụng chúng ta cũng nên đóng lại, bằng cách là chúng ta có thể lắp cái tay co thủy lực. À, tay co thủy lực là một trong những cái công cụ rất là hữu hiệu trong việc chúng ta mở cửa ra tự đóng lại ở những cái nhà vệ sinh công cộng, hay những nhà vệ sinh tại những cái tòa chung cư, hay những nhà vệ sinh tại khách sạn, thì họ đều lắp cái tay co thủy lực này để mở ra nó tự đóng lại một cách rất là tự động chứ không cần phải tay người nữa. Thì nhà cô chú chị cũng có thể lắp vào cái tay co này nhé. À, ngoài ra thì cửa nhà vệ sinh chúng ta tại khuôn cửa, tức là cái đường bao cửa, chúng ta nên dán ba cái đồng hoa mai tại cái đường
bao cửa thì nó sẽ giúp cho việc chấn áp cái luồng khí nó không bị thoát ra ngoài. Đó, tức là ví dụ như là cái đường khuôn cửa như này, đây là cái phía mặt trên của đường bao cửa, nó đã dán 3 đồng hoa mai 1 2 3. Theo cái thứ tự đó là hai cái đồng ở hai bên ngoài, đó là mặt hình, và đồng ở giữa là mặt chữ, để nó hóa giải cái yếu tố là nhà vệ sinh nó thoát khí, đúng không ạ? Thì nó sẽ hóa giải cái xung khắc của cái nhà vệ sinh. Đồng thời rằng là tốt nhất là chúng ta nên để nhà vệ sinh luôn khô ráo, đúng không ạ? Chúng ta có thể lắp cái vách kính để cái việc khu vực tắm với khu vực lavabo với bồn cầu nó riêng ra, thì không có để sàn nhà vệ sinh nó ướt ẩm thì nó tạo ra ẩm mốc, tạo ra mùi hôi và tạo ra vi khuẩn, thì nó cũng sẽ có cái sự ảnh hưởng đến không gian bếp, ảnh hưởng đến chất lượng thức ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên gia đình nhé. Đấy, cái sai lầm mà Đức Trung vừa nhắc đến, nó sai lầm liên quan đến việc cái nhà vệ sinh nó đối diện với bếp, là cái sai lầm thứ ba. Cái sai lầm thứ tư trong cái việc đó liên quan đến phong thủy nhà vệ sinh, đó là cái cửa của nhà vệ sinh thì nó lại mở ra cái không gian thờ tự. Đấy, như chúng ta biết rằng là cái sai lầm thứ hai là phía bên dưới là nhà vệ sinh và phía bên trên là phòng thờ đã không tốt rồi, nhưng ở đây cùng một cái sàn, nhưng mà cửa nhà vệ sinh thì nó mở ra cái không gian thờ tự, thì đây là một trong những cái sai lầm cũng không thể chấp nhận được. Hay là trong cái việc thiết kế lên cái yếu tố về cái vị trí đặt bàn thờ, thì cái hướng của bàn thờ nhìn thẳng ra thì nhìn vào khu vực nhà vệ sinh, thì đây là một trong những cái điều không hề tốt. Vì rằng là chúng ta vẫn biết, thứ nhất nó có sự xung khắc về âm dương ngũ hành, đúng không ạ? Thủy hỏa nó có sự xung khắc. Cái thứ hai là không gian thờ tự là nơi chúng ta tâm linh, thờ tự cũng như để lại cái sự nó là yên tĩnh và sạch sẽ, thanh tịnh. Thì cái nhà vệ sinh là nơi ô uế, mà cửa nhà vệ sinh thì lại thoát ra, nó đẩy mùi cũng như là đẩy những cái vi khuẩn ẩm thấp ra phía bên ngoài mà lại sọc thẳng vào khu vực thờ tự, thì đây là một trong những cái sai lầm không hề tốt chút nào cả. Và trong phong thủy chúng ta tuyệt đối tránh. Đối với nhà đất, nhà thổ cư chúng ta chắc chắn không có để việc này, nhưng đối với nhà chung cư, vì rằng là không gian nó có sự nén, không gian nó bó hẹp, thì chúng ta đặc biệt cần phải chú ý và không có để cái trường hợp này nó xảy đến. Nếu trường hợp này xảy đến, chúng ta cần phải khắc phục ngay và nên có phương án thay đổi cái vị trí đặt bàn thờ, hoặc thay đổi lại cái cửa nhà vệ sinh nó không có được trổ ra như vậy, thì nó tránh cái việc nó xuống khắc, đúng không ạ? Và trong nhà vệ sinh chúng ta luôn luôn chú ý chúng ta đặt cái bảo bình thủy để hóa giải cái âm khí và mùi hôi, cũng như chúng ta có thể sử dụng các loại cây mang yếu tố hóa giải cái âm khí và hóa giải cái sát khí, ví dụ như cây trầu bà, hoặc là cây lan ý thủy canh, hoặc là các loại cây như là cây nha đam, cây lô hội ấy, thì nó mang yếu tố hóa giải cái mùi hôi rất là tốt. Thì việc này chúng ta có thể ứng dụng, đúng không ạ? Nhưng tuyệt đối không có để việc nhà vệ sinh nhìn ra phía không gian thờ tự, hoặc là bên dưới nhà vệ sinh không gian thờ tự là về bên trên, thì việc này không có tốt nha. Đấy là sai lầm thứ tư. Cái sai lầm thứ năm liên quan đến việc nhà vệ sinh sai phạm, đó là cái việc nhà vệ sinh khép kín ở trong phòng ngủ, nhưng mà cái cửa của nhà vệ sinh, đó là cái khí khẩu của nhà vệ sinh, chúng ta mở cửa nhà vệ sinh chúng ta nhìn thấy ngay cái gì? Chúng ta nhìn thấy ngay cái đầu giường. Đây là một trong những cái sai lầm không hề tốt chút nào cả. Trong cái việc thiết kế phòng ngủ thì chúng ta phải căn cứ vào cách cục thực tế trong ngôi nhà để chúng ta tính toán cái vị trí giường ngủ và tính toán cái nhà vệ sinh. Thì thường là hầu hết là chúng ta thiết kế cái nhà vệ sinh xong rồi, đúng không ạ? Cửa nhà vệ sinh cố định rồi thì chúng ta mới tính toán, chúng ta mới đặt cái giường ngủ, đúng không ạ? Thì hầu hết là như thế là bị ngược, nó bị sai. Bởi vì rằng là trong cái phòng ngủ thì cái chủ thể quan trọng nhất là người nằm trên giường, đúng không ạ? Chúng ta ngủ để tái tạo năng lượng mà, đúng không ạ? Chúng ta cần phải sức khỏe. Do đó rằng là cái giường mà chúng ta không tính toán ngay từ ban đầu trong cái việc thiết kế phong thủy, chúng ta không tính toán kỹ đến cái việc cái giường đặt như thế nào, thì việc chúng ta dễ dàng thiết kế sai lầm đối với việc sau khi thiết kế nhà xong chúng ta không biết đặt giường đâu cả. Bởi vì đặt giường kiểu gì cũng sai. Thì một trong những cái sai đấy là cái mở cái cửa của nhà vệ sinh ra thì lại nhìn thẳng ngay cái đầu giường. Nhà vệ sinh là cái nơi mà chúng ta tích tụ cái âm khí và uế khí. Do đó rằng thứ nhất là nhà vệ sinh khép kín trong phòng ngủ đã là một trong những cái điều bất lợi rồi, đúng không ạ? Uế khí, âm khí nó thoát ra ngoài, ẩm mốc mùi hôi thoát ra ngoài và nó ngưng tụ trong cái không gian ngủ của chúng ta, thì khiến cho việc chúng ta hít phải thì sức khỏe chúng ta không tốt, đầu óc chúng ta mụ mị. Và cái thứ hai nữa là cái nhà vệ sinh nó là hàn thủy. Khi mà mở cửa nhà vệ sinh nó sọc thẳng ra phía đầu giường ngủ thì nó dễ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người nằm trên giường, và đặc biệt là cái cửa nhà vệ sinh nó mở đâu thì nó dễ đau ở đấy. Nó mở ra khu vực nào ở trên giường dễ đau đấy. Ví dụ là mở ra mà nó chiếu thẳng vào đầu thì dễ làm cho việc là chúng ta giấc ngủ là không có được tốt, ngủ hay mộng mị, đúng không ạ? Rồi là cái giấc ngủ chúng ta không được sâu. Hay là cửa nhà vệ sinh nó mở ra khu vực ở ngang thân này thì các cái chi tiết, những cái cơ quan liên quan đến cái lục phủ ngũ tạng chúng ta cũng đều không được khỏe. Hay là từ chân xuống thì cái việc chân khớp đau của chúng ta sẽ không được tốt. Do đó cái việc công năng của nhà vệ sinh trong cái phòng ngủ chúng ta cần phải tính toán rất kỹ về việc khí khẩu của nhà vệ sinh như thế nào. Và ngay từ ban đầu thiết kế, không phải là cái trò chúng ta thiết kế xong hết rồi chúng ta phải đặt giường, mà ngay từ ban đầu thiết kế công năng phong thủy thì chúng ta đã phải tính toán đến vị trí giường ngủ rất là kỹ. Thì trong cái bộ hồ sơ liên quan đến tư vấn thiết kế phong thủy của Phong Thủy Nguyên tư vấn cho khách hàng, thì cái việc ưu tiên cái vị trí giường ngủ đặt như thế nào để lấy cái việc vượng khí và cát khí cũng như sức khỏe cho thành viên trong gia đình là một trong những cái điều quan trọng.
Và có lẽ ở một cái video sau thì Đức Trung sẽ nói sâu hơn đến các cô chú chị liên quan đến phong thủy phòng ngủ, đặc biệt là cái việc nguyên lý, nguyên tắc nào để chúng ta bố trí cái giường ngủ. Cũng không phải theo kiểu tôi mệnh này, tôi mệnh kia tôi đặt giường ngủ như nào, hay là tôi đông tứ trạch, tôi tây tứ trạch tôi đặt giường ngủ như nào. Tất cả những quan niệm đấy là sai hết. Nó đều là ngụy thư và không chính xác, đúng không ạ? Còn ở video này Đức Trung đang nói đến cái việc thiết kế nhà vệ sinh là sai phạm. Và thiết kế nhà vệ sinh mà cửa mở ra phòng ngủ là một trong những cái điều không có tốt nha. Chúng ta cần phải chú ý trong việc thiết kế thế. Và nếu để mà hóa giải, nếu mà không có thể xoay giường ngủ đi đâu được nữa thì hóa giải thôi. Bây giờ hóa giải như nào thì chúng ta cũng cần phải cửa nhà vệ sinh luôn đóng lại nhé. Và giữ cho cái việc nền nhà vệ sinh luôn được khô thoáng, không có bị ẩm mốc. Trong nhà vệ sinh thì luôn đặt bảo bình thủy và có thể sử dụng ba đồng hoa mai chúng ta dán tại khuôn cửa để mà hóa giải. Thì đấy là một trong những cái phương án để mà hóa giải cái trường hợp sai phạm thôi. Đấy, tổng kết lại cái video này, Đức Trung đang nói đến 5 cái sai phạm liên quan đến việc thiết kế nhà vệ sinh sai. Thứ nhất, đó là cửa chính nhìn thẳng vào cửa nhà vệ sinh sai. Cái thứ hai là nhà vệ sinh bên dưới và ban thờ là bên trên sai. Cái thứ ba liên quan đến việc cửa nhà vệ sinh nhìn thẳng vào bếp cũng sai. Cái thứ tư đó là cửa của nhà vệ sinh mở ra cái không gian thờ tự là một trong những cái sai tiếp theo. Và cái thứ năm đó là cửa nhà vệ sinh mở thẳng ra nhìn thẳng ra giường ngủ, đây là một trong những cái sai cuối cùng. Và để mà có cái sự tư vấn kỹ càng và hóa giải tất cả những cái sai phạm trên, và để làm thế nào để thiết kế được một cái công năng tối ưu nhất khi chúng ta quyết định làm nhà, thì hãy để Phong Thủy Nguyên tư vấn kỹ càng. Các cô chú chị cũng thể gọi điện đến số 1900 2292 bấm nhanh số 2 để được tư vấn kỹ càng hơn, hoặc là đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tại Đà Nẵng nhé. Tại Hà Nội chúng ta ghé đến tòa nhà 34T đường Hoàng Đạo Thúy, cầu Giấy, Hà Nội để gặp các đội ngũ trợ lý tại Hà Nội. Tại Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đến với địa chỉ 778/5 đường Nguyễn Kiệm, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Và tại Thành phố Đà Nẵng chúng ta đến với tòa nhà ACB số 218 đường Bạch Đằng tại tầng 12. Tại đó thì các đội ngũ trợ lý tại thành phố Đà Nẵng cũng sẽ tư vấn một cách rất là kỹ càng nhất. Và để có cơ hội chúng ta gặp gỡ thầy Tam Nguyên cũng như là thầy Tam Nguyên trực tiếp qua ngôi nhà của các cô chú chị tư vấn và hóa giải những cái tư vấn cũng như là đưa cái phương án thay đổi lại phong thủy, hóa giải những trường hợp sai phạm, thì chúng ta hãy cứ gọi điện đến số 1900 292 và làm theo cách trên, bấm nhanh số 2 để được đội ngũ trợ lý tư vấn nhé. Thông qua video này thì Đức Trung cũng rất cảm ơn đến sự quan tâm của các cô chú chị thông qua các câu hỏi đặt về chương trình, cũng như là những cái băn khoăn chăn trở của các cô chú chị, để Đức Trung có cơ hội chia sẻ những kiến thức giúp cô chú chị yên tâm hơn trong quá trình làm nhà, để mà có thêm những cái phần biện giải về những vấn đề trực tiếp của cô chú chị, hãy bình luận xuống dưới phần bình luận nhé, bao gồm họ tên, số điện thoại và năm sinh cũng như câu hỏi cần phải đặt ra. Đức Trung sẽ tổng hợp cũng như là tư vấn đến các cô chú chị một cách kỹ càng hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các cô chú chị ở những video tiếp theo. Hãy bấm nút đăng ký kênh, bấm nút chuông nhé. Xin chào.